là những người chở cành đào bằng xe máy từ trên núi xuống. Mốc rêu mốc khi nào thì mình chở từ tấn đâu với đây em Bắc Yên, từ Bắc Yên sang đây trong cây số nhỉ. Xa nhỉ, đi này qua giao thông họ không hỏi à? Có chứ. Thế nào có tiền đó. Nôn tiền xong mà cho đi. Có tiền đấy, cây nào thì bán được bao tiền mà họ phao bao nhiêu? Được, nếu mà chặn 100. Nó chặn 100. Vâng. Thế một cây nào này bây giờ mình về đây thì bán được bao tiền? Trừ chi phí mình phải được lãi một tí thì mình mới làm được. Nhưng mà bây giờ thì năm nay thì chưa biết là bán được bao nhiêu, nhưng mà đào thì... Khách thích thôi. Khách thích thì ưa thì được. Bạc Yên. Nó mốc nó đẹp nhỉ, nhưng mà nụ cũng đang bắt đầu có đấy, nhưng mà hôm nay nó chưa có nụ mấy đúng không? Đấy bắt đầu nụ đấy. Trắng đấy. Tưới vào đúng không? Tưới vào là nó sẽ có hoa đúng không? À, cho anh em giới thiệu khách hàng cho anh em về đây để mua. Đây là khu vực Tà Làng Nguyễn Yên Châu. Đấy. Bà con là chợ tận Bắc Yên về đây để bán cành đào. Cành đào này là cành đào cổ trồng rất lâu năm. Chở bằng xe máy này. Các bạn thấy chở bằng xe máy rất là giỏi. Xe máy hết này. Đây là ghi cả số điện thoại để ai có nhu cầu thì liên hệ. Toàn là xe máy hết. Cành đào này còn có cả cây tâm gửi trên cành đào. Cái này đẹp lại, cái này nhiều hoa này. Trường đào cổ Tết năm 2019 năm nay rất là ảm đạm. Những cây đào năm nay gần như là không có hoa, thậm chí không có một cái lộc này. Những cây đào này là những cây đào cổ họ lấy từ trên núi cao mang về để bán thị trường ngày Tết.
đây là những xe máy chở đường đào từ biên giới giáp đào, khi mang về đây ta phải chở một xe máy. Đào này là mình lấy từ đâu về đây anh? Trường giáp biên giới Lào đúng không anh? Chở xe máy như này chở có khó đi không anh? Nếu mà đường nó thưa xe thì khó đi, lúc nào gặp xe to thì khó hết. Nó tình càng này mà nhỉ. Nhưng mà cái này nó còn có lụ này đúng không? Lụ đấy. Ừ. Cái cây bên kia thì hơi kém. Cái này là cây mưa riêng mới được. Cái xe này đi. Cái này bây giờ cái này là như cái này là bao tiền một hai cây là bao tiền? Bao nhiêu? 2 triệu. Lưu nguyên cây cả một xe ô tô đào cổ. Xe trên 131 này. Giới thiệu cho các bạn một cái giống đào cổ mà người dân Tây Bắc thường hay mang xuống bán ở vào những dịp Tết. Tại sao nó lại là đào cổ? Vì giống đào cổ này là một giống đào trồng từ ngày xưa chứ không phải loại đào như trồng thời đang ở thời điểm này. Hôm nay có một cái loại hoa rất là không to nhưng mà rất là đẹp, cánh hồng hồng, không đỏ nhưng thẫm như là đào bích, nhưng cũng không trắng như đào phai. Trên thân cây thì nó có rất nhiều những cây địa y, những cây rêu sống ở trên thân cây của cây đào, cho nên là trông nó rất là già lua và trông rất là đẹp. Tuy nhiên năm nay thì nó không có hoa nhiều lắm như mọi năm. Cái này chắc do thời tiết năm nay bà con trong vùng sâu vùng xa chuyển ra ngoài rìa đường quốc lộ 6 để bán cho những tiểu thương chuyển lên xe ô tô và chở đến các địa bàn khác, khu vực Hà Nội rồi là những vùng đồng bằng Bắc Bộ để bán. Những cái cây đào này người ta thường lấy từ tận giáp biên giới Việt Lào và các huyện như là Phú Yên, Bắc Yên để chuyển sang khu vực Mộc Châu, Sơn La rồi là Yên Châu, như là dọc quốc lộ 6 để bán lấy lãi. Cũng có người chặt của nhà đi để bán.